chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất là lời khai của nghi phạm mà sát hại mà chủ shop ở Bắc Giang đó các bạn. Cụ thể, tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà sinh năm 1984, trú tại thị trấn Nhã Lam, huyện Tân Yên ở Bắc Giang, bước đầu đã khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ shop quần áo là do mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán quần áo. Cụ thể liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại ở Bắc Giang, chiều hôm nay ngày 12 tháng 4, trao đổi với báo chí, một cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Nguyên nhân do đối tượng cảm thấy mệt sau khi sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử, dù trước đó khi bị bắt, Hà vẫn tỏ ra bình thường. Theo vị cán bộ điều tra, Phạm Thị Hà khai nhận bản thân và nạn nhân M sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng không có mâu thuẫn, thù hằn hay cá nhân sâu xa gì hết. Trước đó, đối tượng có mua quần áo ở shop của chị M vào tối ngày 11 tháng 4, quay trở lại shop yêu cầu được đổi quần áo, tuy nhiên chị M không có đồng ý. Hai bên sau đó đã lời qua tiếng lại và Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M tử vong vào khoảng 20 giờ tối ngày 11 tháng 4. Gây án xong, Hà nhanh chân cao chạy xa bay bỏ trốn. Quá trình điều tra truy bắt, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Hà tại một ngôi nhà không có người ở, cách hiện trường vụ án khoảng 200m vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 12 tháng 4. Đó, các bạn thấy không? Bởi vậy, mua quần áo mà cũng xảy ra như vậy nữa. Mua quần áo thì cứ đi tới chỗ đi, rồi mua thử được ok rồi đi về thôi, chứ có gì đâu mà mua ấy. Bởi vậy chứ còn cái này không biết có phải mua online hay không. Nếu mua online nhưng mà biết địa chỉ vậy đi tới được thì thôi, sao lúc đầu không xách đích đi tới đó mà mua online, đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.